tao tuyên bố với hai đứa mày biết luôn này, tao nó sắp cưới rồi nhá, từ nay để đi chứ mày không liên quan đến sống của tao, đừng có nhờ này nọ nhá, tao hạnh phúc với nhau nhá, đêm tao ngủ ấy đừng có gì nhá, còn từ nay để đi ấy Thư đã là mẹ nó, còn mày gọi mày ấy nó đã là mẹ đâu. Hello tất cả mọi người nhá, thì bọn mình mới đi du lịch về, thì hôm qua thì kiểu bọn mình về trước ấy thì Thảo với con Chi ấy nó kiểu dạng chúng nó có việc bận hay gì ấy, chúng nó ở lại một hôm ở đấy. Thì anh Chiến lúc đấy anh Chiến cũng không biết đâu, tại vì bọn mình đi ngang đường ấy thì cho nó ở lại ấy. Thì anh Chiến về, anh Chiến biết là hai bọn này nó không về, bắt đầu kiểu cáu gắt lên, kiểu chửi mới ở trong nhà ấy. Hôm qua mình là người ở đấy, mình ngồi mình nghe chửi luôn ấy, tại vì có mấy đứa con gái thì bây giờ về đi hết, mình là kiểu chị cả ấy, lại không kiểu không báo cho anh Chiến này nói, nên là anh Chiến chửi mình, xong anh Chiến bảo là con này nhá, đã cho nó về nó ở đây rồi mà bây giờ nó còn là kiểu không chăm con ấy, nó còn kiểu tí tởn, nó còn đi ở lại một hôm ấy. Thế là anh Chiến chửi mình, bắt đầu gọi bọn này về, thì mình đang gọi đây rồi, bọn nó cũng bảo là sắp đến nơi rồi mà không biết là đến sắp đến chưa, tại vì bây giờ mà về chắc là bị anh Chiến chửi cho bục mặt mất. Nhanh lên, nó không để ra nhưng nó thương nó thật lòng, còn nhìn lại mày thương thật lòng, nó lại bòi tiền của bố nó, không
cho nó tiền hay gì cả nhá. Loại này á, để nó ra mà nếu biết chăm sóc nó nhá, để cho mày lát chăm. Mày xin đáng là mẹ tông. Tao bảo mày xin đáng là mẹ tông. Mày bỏ ra nó. Tao cũng đợi nó, đánh nó, nhưng tao nói mày biết. Mày xin đáng là mẹ nó không? Hay mày cho mày đi. Đi cái gì? Anh nó không nhất là bác con mày cho bố mẹ không phải để nhà đi du lịch nữa. Nhất ra tao bảo bố mẹ trong 2 ngày tao. Nhưng mà mày đi lấy ngày rồi, 1 tuần nay mới về. Thế bảo công việc không được đi à? Công việc gì? Chúng mày cũng việc chơi bời, chúng mày cũng việc gì? Chả thế mày, người ta cũng việc người ta đi nhưng mà. Chả không, tao thấy có người bị ảnh, tao phải đi ba đi đủ các thứ nhá. Chúng mày chơi bời các thứ nhá. Mày đừng tao biết à? Có người bị ảnh tao xem hết rồi nhá. Anh gửi cho em mà, phải em không? Hay là anh lý do đấy? Mày không phải gái nhá. Mày biết là con gái nhưng mày vào trong đấy mày chơi đồ kích thích, mày biết như nào không? Hả? À, con ở nhà khóc, chả ai trông. Mày đừng nói nữa anh nhá. Anh để ra em đi nhà. Từ mày đi. Cấm xem bằng giống tao. Tao làm gì vậy tao và từ mày đi mày cũng làm mẹ nó nữa rồi nhá. Còn các anh mày biến ra này. Từ mày đi nhá. Cấm nợ bằng giống tao. Do lên tạo như vậy. Rồi nhắn. Tôi vào đây, để phòng đi. Chúng mày vào đây, tôi chưa vào. Đây. Chúng mày vào đây. Một lũ con gái ở như này à? Anh hỏi là mày đâu? Tao hỏi chúng mày một lũ con gái ở như này à? Còn em ngồi đây tôi biết được anh mày đây đâu đấy. Tao mà biết nhưng mà phòng chúng mày em mày tao về đây, tao về đây, tao xem phòng chúng mày ở như này à? Anh là nó lại sang nó bày phòng em. Tao còn biết nhá, nhưng mà chúng mày ở phòng nhá, sạch sẽ vào nhá. Ở tao nói mày này, đây là tao phải bay rác mày đi bừa bãi mày làm gì được nhá. Anh cứ phải đâu mà em đi du lịch về sao có thể làm mày gọn được. Chúng đây là phòng của em lúc ít rất là gọn nhàng. Mày đi du lịch là mày đi bán dâm. À. Anh đừng nói thế, chỉ nhục có vừa chứ. Tao cũng chỉ nhục, tao biết thừa chứ phải làm gì nhá. Tao nói lần cãi à? Cả mày nữa này không có sân lần sân chuột ra mày đã đi theo nó rồi anh nhá. Anh nghĩ thì cũng phải thôi, anh chỉ tao nói gì cái tao. Anh có lôi hết cái này khác, tao nói là cái điện của anh. Tao không lôi. Ở thầy sẽ vào. Rồi xong đi. Tao nói gì tao có bằng chứng hết nhá. Anh lôi ra đây. Đây là nhà em đấy. Mày á, đi không?